pháo đài phía đông 2 được xây dựng để bảo vệ khu vực phía đông của pháo đài cũng như tháp beacon. Giống như pháo binh phía đông 1, pháo binh phía đông 2 mở cửa ra bên ngoài không có tường để tạo điều kiện cho tầm nhìn tốt hơn về khu vực, trong khi ba gian canh gác còn lại được bao bọc bởi những bức tường để tăng cường bảo vệ. So với pháo binh phía đông 1 có 3 phòng ở bên cạnh tường thành pháo đài ngắn hơn nên xây dựng pháo đài phía đông 2 như một tòa nhà 2 phòng ở bên cạnh. Pháo đài tiếng Hàn gọi là Polu, là một cấu trúc nhô ra bên ngoài với một mái đình, bên trong nơi lắp đặt pháo để sử dụng tấn công kẻ thù với đại bác. Tháp súng có loại cơ sở tiên tiến để ngăn chặn kẻ thù đến gần bức tường lâu đài. Một phần tường thành nhô ra bên ngoài theo hình lồi. Các tòa nhà được bố trí tương tự như pháo đài của Suwon Hoa Sung. Bên trong tầng 3 trống trải giống như gong Simjon của Suwon Hoa Sung và khẩu pháo được giấu bên trong. Đây là một cơ sở được thiết kế để tấn công kẻ thù nước ngoài. Tầng 3 đến tầng 6 phía dưới làm bằng đá granite và phần trên được làm bằng gạch. Một tòa nhà bằng gỗ được xây dựng ở tầng trên. Có 5 pháo đài ở pháo đài Suwon Hoa Sung. Thông thường, quy mô được tăng lên ở vùng đất bằng phẳng và giảm ở độ dốc. Pháo đài của Suwon Hoa Sung được xây dựng với kích thước và chiều cao khác nhau ở mỗi tầng tùy theo địa hình và điều kiện xung quanh. Pháo đài của Suwon Hoa Sung được xây bằng gạch làm địa điểm tấn công người bằng pháo binh hoặc đại bác.